nói nhỏ với các bạn, ông xã của bạn. Gì vậy mình? Sao ra? Muốn các bạn thấy không? Kiểu cái phần mình đó. Mình là mình yêu, mình ơi á. Làm mẹ không? Nên lên đoàn thăm em hả? Sợ. Mua đồ ăn rất là nhiều cho Khánh nha. Rồi vui vui luôn á. Hôm nay tôi muốn được hôn anh. Ừ, thấy chưa? Trời ơi, yêu lắm, yêu được 4 năm rồi nhưng mà không có dám công khai. Sẵn đây là cái dịp mà Tết đến xuân về thì nói luôn cho mình. Sẵn cả công khai với cái giả luôn hả? Ồ, em cũng định như vậy nhưng mà kiểu em mắc cỡ làm sao á. Cái mắc cỡ kỹ gì đó. Chồng này đừng quay nữa, đừng quay. Ôi trời. Cái gì vậy mình? Thì nói chung là ngày hôm nay thì cũng là hai vợ chồng. Trước giờ cũng yêu nhau nhưng mà tại vì do là cái công việc, tính chất công việc là hai vợ chồng làm chung trong nghề, trong showbiz nên là cũng không có chia sẻ cái gì nhiều hết. Nên là rất là hiếm khi mà hai vợ chồng công khai và tham gia chung với nhau trong một dự án như thế này. Thì sẵn nói công khai luôn hả? Ừ, anh nói đi. Em muốn nói gì? Thì anh nói đi. Rồi người ta biết hết sao? Thì anh đây mình. Ừ, cũng có. Không biết thôi. Trời ơi, thấy không? Là rất là ngại nhưng mà phải chia sẻ những thông tin. Nhưng mà những cái thông tin này không phải là để ra cho phim mình nọ đâu nha. Nhưng mà cái tình cảm giữa hai đứa là thiệt các bạn. Biết nhau từ rất là lâu rồi đúng không? 9 năm trước. Dạ, nhưng mà lúc đó thì Khánh chỉ mới là yêu thầm Vin thôi. Không ngờ là sau từ cái hôm mà qua bên nhà ngủ chung á. What the hell? Chết, lỡ miệng. Không sao, đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Các bạn đừng có nghĩ gì hết nha. Fan của Gin cũng đừng có vô mà ném đá vậy là rồi. Khánh rất là sợ, rất là bạo lực luôn. Không có gì Gin chia sẻ tiếp nha. Ok. Vòng trời đất em ngồi đây. Anh ngồi đây chứ. Anh ngồi đây. Ủa, cái gì? Yêu em không, anh yêu em. Yêu anh không. Thật em yêu anh. Nỗi đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh. Một vòng trái đất em ngồi đây. Anh ngồi đây. Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa. Không dám nhìn, không nói gì. Dường như chúng ta chưa từng quen. Một vòng trái đất em ngồi đây. Anh ngồi anh, đây. Anh lặng đi. Anh lặng đi. Em ngồi đây ngước mặt nhìn theo. Không dám gọi tên anh Gin. Nước mắt rơi. Từ khóe mà sầu vào. Anh Gin. Gì bà? Ủa anh bây giờ đi đâu vậy? Đi chơi bóng. Trời ơi, thiệt đó hả? Trời ơi, nhưng mà mình đã bao nhiêu cái tuần trăng mật rồi. Có nghĩa là năm nay mình thấp hôn lại hả? Thấp hôn. Đi thấp thấp đi. Ủa, cái này là miếng của đâu ta? Alaska. Sao? Tự nhiên mới Alaska. Nói chung là kiểu là đi đâu cũng được á, chỉ cần mình cùng nhau đi qua nước dòng biển sâu. Cùng nhau đóng băng nữa. Mình cùng nhau đóng băng, yeah. Cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chuyện xa. Ủa mình đóng sao? Rồi giờ anh đóng đi coi, anh đóng em đi. Khánh, ai kìa? À, ngoài cổng kìa. Đâu? Đi ra đi. Cây guitar này. Đó. Chị giờ cây đó ra đây. Trời ơi, tới rồi nè. Sao? Hả? Trời ơi, sao? Ủa sao nãy giờ đi tới, nãy giờ sao tới trễ vậy? Sao tới vô quay không quay mà cứ đứng ở đó coi ai rồi đó chị? Trời mình đó. Ừ, đợi em ra trước hả? Đúng rồi, quen như vậy từ xưa giờ rồi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại đó, thấy không? Lâu lắm rồi mới gặp lại chung sức sân si đó, 6 tháng rồi đúng không? Sao thế? Quá à. Rồi sao? Giờ này ổn không? Ổn khỏe lắm. Cái da cái thịt hơn nè. Ủa còn anh? Ngon à. Đâu, em không? Em lắm. Trời giờ này vú to nha, cúc bơ nha. Đẹp lắm luôn á. Chào mọi người. Biết rồi ha, biết ai rồi ha. Không cần phải giới thiệu nữa. Trước mặt mọi người đừng có vậy nữa mà. Không được.
tưởng cái gì mà mọi người đã biết rồi mà. Thôi mà. Ôi khủng quá. Kỳ quá à. Ê, nó nghe nè. Bây giờ trời ơi sao mà camera cứ đi theo mình hoài, ngại quá, khó chịu quá. Bây giờ đuổi anh đi đi. Đi đi, đi đi. Chỉ chờ. Bắn nè. Thôi đi vô quay nha, đi vô quay nha, lát nói chuyện tới đó ba mọi người. Sau một thời gian giãn cách xã hội đúng không, cách ly xã hội thì bây giờ quay trở lại thì nhớ cái xóm của mình hơn nè, nhớ cô Kimochi nè, đúng không cô Kimochi? Trước khi kết á, mình có thể trao cho nhau những cái tình cảm mà nó chân thật nhất được không ạ? Có ai kêu lại không ạ? Mình ơi. Ơi, anh kêu em hả? Anh kêu em đó. Anh kêu em có dụng ý gì hả? Nhưng mà em đừng có cả quá. Cái gì nừng nưng chứ gì. Thôi vô quay kìa. Bye bye mọi người, tụi tôi vô quay nha. Lỡ lơi đi là hư cái tóc người ta đi nha. Nói vậy đó. Anh em này. Mày vô cho nó dễ ngàn á. Đừng nâng hoài. Nâng đó. Lỗ da gà thiệt nè. Ủa sao lỗ da gà? Hả? Cậu làm cái gì mà mở làm mà cậu lỗ da gà? Không biết nữa. Bây giờ cậu làm khách đi vui. Trời sao mà quay cái cảnh này là xong rồi, sao không dậy, ngủ luôn rồi. Trời ngủ ngon quá trời luôn. Mà những cái lúc như vậy á thì là những cái cơ hội. Ủa, cũng mở trời. Không dậy rồi. Thôi ngủ nãy giờ ngon không? Để cho kêu dậy để không có định làm gì hết trơn á. Tính làm gì hả mợ? Định á, có gì đâu. Mà tính làm gì? Thôi em đừng nhân đúng không? Ai mua nước cho mình uống là mình yêu suốt đời luôn á. Mình ơi. Mình ơi. Anh này. Sau khi mà lập gia đình với lại Vinh tính việc xong á thì tình cảm ngày càng mặn nồng hơn. Thôi mua cho em á mợ. Mua cho em đó. Hay có mua cho em cả trời mua nhà. Và Khánh cũng muốn là Khánh sẽ xuất hiện cùng với Kim nhiều hơn. Để cho những cái đứa hả Tuesday xung quanh Kim hả đi lên tôi. Những đứa vệ tinh thấy được hả, rồi nó phải tức điên rồi, tụi nó không nhảy vô cái mối tình này, và tụi nó không chen ngang cuộc tình của Khánh với Gin. Chứ hả, nếu như mà mình không xuất hiện cùng nhau hả, là người ta tưởng hai đứa chia tay rồi á. Cho em cảm giác giống như là tay em đang ôm xương rồng đất đá rồi vậy. Ai mà có về với cậu một cái là được liền. Đàn ông quá, mình nữ tính là ai mà có về với cậu được là ước liền. Ủa là con nói gì vậy? Ai mà có về chứ với cậu được một cái là thấy liền luôn. Là người ta họ sánh vô hả, người ta hả người ta họ làm cho họ Khánh với Gin họ ghét nhau bỏ nhau. Nhìn chân trời xanh biết bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm mong con đến đời trông về, bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề. Người tung hoa
Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Sấm Sinh Si thiệt nhiều nha. Cảm ơn à, bye bye, bắn tim á. Thank you.